Mời bạn Kiên Hoàng. À, dầu tắm á. Đáp án hoàn toàn đúng, dầu tắm. Rất thông minh, rất nhanh. Mời bạn. Mở chi tiết. Nhấn chuông để mở. Ba, hai, một. Vâng. Nếu không có đáp án cứ nói. Vâng, đến câu hỏi tiếp theo đấy ạ. Vâng ạ. Xin mời miếng ghép thứ hai. Mời Mỹ Lan. Thuốc chuột. Đáp án chính xác đó là thuốc chuột. Mời Mỹ Lan. Mở chi tiết. Vâng. 5 4 3 2 1. Miếng ghép thứ 3. Mời quý vị và tất cả các bạn đến với vòng 3 của chương trình Đuổi Bắt Chữ, đó chính là... Mời Mỹ Lan. Ấm siêu tốc. Đấy chính là ấm siêu tốc mà. Chưa chính xác, tiếp tục. Mời Mỹ Lan. Siêu tốc. Đáp án chính xác đó là siêu tốc. Xin mời bạn. Xin mời Mỹ Lan. Mở tiếp nào. Ba, hai, một. Mật ong ạ. Chưa chính xác. Vậy. Cứ trả lời liều thế thôi. Vâng. Miếng ghép thứ tư. Xin mời. Mời Nhật Trường. Sốt xuất huyết ạ. Chưa chính xác. Tiếp tục. Mời Mỹ Lan. Sốt phát ban ạ. Chưa bao giờ tôi thấy một người xinh đẹp mà trả lời vô trách nhiệm. Xong em ấn xong em thấy nó không chấm chấm. Em thấy cái xin đỏ ấy khổ. Xin mời tiếp tục. Khó quá thì để tôi gợi ý thế thôi. Tôi đứng đây để làm nhiệm vụ gợi ý cho các bạn mà. Các bạn nhìn thấy ai đang nằm trên giường? Quỷ, một con quỷ. Đúng rồi, ngậm cái gì? Nhiệt kế. Đáp án hai từ. Mời Nhật Trường. Quỷ kế ạ. Đáp án chính xác, quỷ kế. Âm mưu thâm độc, gọi là quỷ kế. Thế thôi. Mời bạn. Mở chi tiết. Đây là gì? 3, 2, 1. Chỉ có 5 giây thôi. Miếng ghép thứ 5. Xin mời các bạn. Một câu tục ngữ. Mời bạn Hoàng. Em không nghĩ ra. Nhấn cho nó vui à, cho nó sôi động à. Tiếp tục. Mời bạn Mỹ Lan. Gà què ăn quẩn cối xay. Đáp án vô cùng chính xác. Gà què ăn quẩn cối xay. Mời bạn. Mở chi tiết. Hai, một, 5 giây, quá nhanh luôn. Miếng ghép thứ 6, mời các bạn. Mời Mỹ Lan. Trứng cá muối ạ. Rất chính xác, rất thông minh. Trứng cá muối, mời bạn. Mở. Khổ ghê. Khó ghê, đúng là không có tư duy về nó thì khó thật. Không biết cái đó là cái gì luôn. Cái đó là hết giờ đấy. Không ạ. Đấy, đấy. Tiếp ạ, câu tiếp em chịu. Tiếp nhá, tiếp. Rồi tôi sẽ gợi ý. Miếng ghép thứ 7. Có. Mời Mỹ Lan. Cúc hoa. À nhầm, còn tên nữa nhỉ mà.
Chưa chính xác. Tiếp tục. Mời Kiên Hoàng. Tâm cúc. Không đúng. Nó đang cầm cái gì? Tiếp tục đi kìa. Ý nói tận tụy, chăm chỉ làm việc. Mời Mỹ Lan. Cung cúc. Hoàn toàn đúng, đó là cung cúc. Mời Mỹ Lan. Xin mời. Công nhận khó thật. Khó lắm. Hết giờ. Miếng ghép thứ 8. Mời Kiên Hoàng. Tía tô ạ. Gần đúng rồi, tư duy theo kiểu. Tiếp tục. Nhưng đây không phải lá đâu nhá. Nhìn thế này. Mặt đỏ tía tai. Đáp án hoàn toàn đúng. Rất nhanh. Mời bạn. Mắt đỏ tía tai, đỏ lên vì tức giận hoặc vì hổ thẹn. Mở. Em đoán là hũ mật ong. Hũ mật ong. Nghe có vẻ ngọt ngào. Chưa chính xác. Chúng ta còn miếng ghép thứ 9. Và đây sẽ là cơ hội cuối cùng. Bởi vì ai trả lời được miếng ghép thứ 9 này sẽ có cơ hội trả lời miếng ghép thứ 10 lần cuối cùng. Các bạn tưởng tượng đi, các bạn tưởng tượng lại cái hình vừa rồi đi. Thứ nhất nó chỉ có hai từ. Tôi muốn các bạn xác định đúng cái đấy là cái gì. Chỉ vào cái bình. Chỉ vào cái dây nắp, cái bình và cái kính lúp. Cái gì? Của cái gì? Chỉ vào cái gì? Cái miệng của cái bình, cái cổ. Không, bạn nhìn thấy cái gì? Rồi, em đoán ra rồi. Chạy tiếp đi anh. Tôi chưa rồi. Chắc chắn chưa? Cái bạn cái lúp cái lắm. Chắc chắn nhá. Cái từ từ mới là một người thế quá là tôi gợi ý cho riêng bạn. Bạn đã đưa ra đáp án là gì Kiên Hoàng? Lúc nãy em đưa ra đáp án là hũ mật ong. Đúng rồi. Vâng. Trong đấy có một từ chính xác. Được chưa? Okay. Có đúng gần với đáp án của Mỹ Lan chưa? Dạ. Và nội dung là gì? Một bộ phận của cơ thể nhá. Đấy. Nào, chuẩn bị. Miếng ghép thứ 9. À rồi. Đấy. Đây là gì? Xin mời. Mời Mỹ Lan. Y học ạ. Đáp án chính xác. Nào, bây giờ miếng ghép thứ 10 có đúng không mới chứ? Dạ, hy vọng đúng. Mời Mỹ Lan nhận tiền thưởng. Miếng ghép thứ 10. Cái gì? Cổ hũ ạ. Cái gì ạ? Cổ hũ ạ. Tôi biết ngay, khi mà tôi gợi ý thế là ai cũng nghĩ ra đáp án kiểu như thế. Chết, thế là lại sai rồi. À không biết. Tại vì tôi cứ hỏi đi hỏi lại bạn có chắc chắn không? Vâng, thì em đoán thôi mà. Thì em bạn... cũng chỉ đoán ra được mỗi từ đấy. Đáp án bạn đưa ra là? Cổ hũ ạ. Đáp án chính xác. Được chưa? Mời bạn cộng thêm cho mình 3 triệu đồng. Cảm ơn anh bác. Nào, thưa quý vị, chúng ta kết thúc phần thi thứ 2 rất vui. Nhật Trường đang có 800.000 đồng. Kiên Hoàng đang có 2.200.000 đồng. Và Mỹ Lan đang có 7.200.000 đồng. Xin chúc mừng. Và đến giờ phút này tôi phải chia tay bạn Nhật Trường và bạn Kiên Hoàng. Các bạn ra về với số tiền thưởng của chương trình và quà của chương trình. Xin mời các bạn. Đây là quà của chương trình xin gửi bạn. Chúc bạn luôn luôn mạnh khỏe, đẹp trai và thành công. Cảm ơn anh. Đây là quà của chương trình gửi bạn Trường. Chúc bạn luôn luôn may mắn, đẹp trai và thành công. Cảm ơn các bạn đã tham gia chương trình. Từ tháng 4 năm 2018, cuộc thi bình chọn người chơi vòng siêu tốc được yêu thích nhất trên fanpage của Đuổi Hình Bắt Chữ lần đầu tiên được tổ chức. Đối tượng tham dự cuộc thi là những người chơi của Đuổi Hình Bắt Chữ giành quyền vào vòng siêu tốc.
Mỗi người chơi sẽ được ban tổ chức đặt